Xin chào, biết được trở lại chương trình của The VLKT News và trên màn ảnh của chúng ta đó là Ron DeSantis, tổng đốc bang của tiểu bang Florida, một trong những người đã bắt đầu dính vào một scandal. Scandal vô cùng lớn. Một chứng trực gây tranh cãi khi ông Ron DeSantis đang tìm kiếm một số sự ủng hộ của một số thành viên của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang tranh cử sơ bộ Iowa. Chứng thực gây tranh cãi, nhà lãnh đạo tin lành đã nhận được 95.000 đô la trước khi ủng hộ Ron DeSantis. Trong một sự kiện đáng ngạc nhiên, nhà lãnh đạo truyền giáo nổi tiếng Iowa Bob Vanderpack đã xác nhận hôm thứ Ba rằng cái tổ chức của ông, quỹ lãnh đạo gia đình, đã nhận được khoản tiền đáng kể 95.000 đô la từ việc thực hiện liên quan đến thống đốc Ron DeSantis để ủng hộ cho ông. Giao dịch tài chính này xảy ra trước khi các nhân vật lãnh đạo công giáo tuyên bố ủng hộ cho Ron DeSantis cho cuộc bầu cử của 2024. Cuộc tranh cãi xung quanh xảy ra sự chứng thực này đặt câu hỏi về sự giao thoa giữa tiền bạc, hỗ trợ chính trị trong giới hỗ trợ trong cái chính trị của Mỹ. Đây là điểm vô cùng nhục nhã. Nhục còn hơn con cá nục. Là bởi vì sao? Là bởi vì tất cả những câu chuyện chúng ta hoàn toàn thấy ông Trump, tất cả sự ủng hộ của Tổng thống Trump cho 2024 là đến từ trái tim. Tiết lộ giao dịch tài chính này được đưa ra ánh sáng sau một bài báo của tờ báo Reuters, và Tổng thống Trump đã viết trên trang mạng của The Truth Social luôn. Nêu chi tiết rằng cái chiến dịch của ông Ron DeSantis và các nhóm liên kết đã đóng góp tổng cộng 95.000 đô la cho lãnh đạo, cái quỹ lãnh đạo của gia đình. Những cái đóng góp này cho là để bảo đảm chiến dịch của Ron DeSantis và hỗ trợ các nhóm ba trang quảng cáo của một cuốn sách nhỏ được phát phân tại diễn đàn tháng 7 cho 2.000 người bảo thủ Kitô giáo, cũng như cái vé tham dự của sự kiện hội nghị thượng đỉnh khác nhau. Ông Vander, người đứng đầu của Family Leader Foundation, đã bảo vệ cái giao dịch này và nói rằng cái khoản phí không cắt cổ và phù hợp với cơ hội cung cấp bởi cái diễn đàn cao cấp. Ông thậm chí còn bày tỏ tiếc nuối rằng họ không tính phí nhiều hơn trong chiến dịch của DeSantis, mô tả là 95.000 đô la cho khoản tài trợ. Nếu mà thật sự quý vị nào mà bầu cho Ron DeSantis trong tương lai, cái thằng này nó sẽ bán cái nước Mỹ của chúng ta giống như ông Joe Biden đang bán cái nước Mỹ của chúng ta. Ông Bob Vander kiên quyết phủ nhận có sự chứng thực bất kỳ mối quan hệ nào với số tiền được nhận và khẳng định: sự chứng thực của tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được bán, nhưng mà nhận 95.000 đô la và người đứng đầu Kitô giáo. Ông nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của ông thúc đẩy bên niềm tin của ông và lãnh đạo táo bạo, có nguyên tắc của đất nước, bày tỏ sự tin tưởng khả năng lãnh đạo của DeSantis. Hôm thứ Ba, ông Vander đã chính thức ủng hộ Ron DeSantis. Lưu ý rằng ông tin cái đất nước này cần một tổng thống có khả năng phục vụ hai cái nhiệm kỳ và tránh gắt bác là lem đắc từ ngày đầu tiên, tức là nó ông Trump. Tại thực sự ông Trump trong cái giai đoạn này, nếu mà ông là một nhiệm kỳ thì ông sẽ là một nhiệm kỳ, chứ không thể nào là hai nhiệm kỳ được nữa, là bởi vì ông đang tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai. Đối với Ron DeSantis, sự ủng hộ này là một chiến thắng quan trọng vì Vander có lịch sử ủng hộ ứng cử viên hợp kín thành công của Iowa, bao gồm Mike Huckabee, Rick Santorum và trước ông Ted Cruz. Bất chấp sự nghi ngờ trong quá khứ được trả tiền xác nhận, không có bằng chứng nào từ ủy ban FEC bác bỏ cái khiếu nại này. Tuy nhiên, không phải ai cũng chào đón sự chứng thực của ông Vanderpack sự nhiệt tình. Một số nhà phê bình đã chỉ ra hồ sơ theo dõi của ông vì ủng hộ ứng cử viên cuối cùng đã thua cuộc bầu cử, trong khi những người khác đặt câu hỏi về động cơ sau sự chứng thực. Tổng thống Trump đang cân nhắc về cuộc tranh cãi vì cáo buộc DeSantis đang tuyệt vọng và ngụ ý rằng tiền đóng cho một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự ủng hộ của Vander. Chiến dịch tranh cử của Trump đã đưa ra một số tuyên bố cho thấy nhà lãnh đạo thật sự như Trump đang thu hút sự ủng hộ và không cần khuyến khích tài chính. Chiến dịch tranh cử của DeSantis chắc chắn hy vọng rằng sự chứng thực sẽ bơm năng lượng mới vào cuộc tranh cử thống đốc. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy DeSantis đang tụt dốc các tiểu bang đầu tiên, bao gồm Iowa, nơi thống đốc Nam Carolina Nikki Haley đang giành được chiến thắng ưu thế. DeSantis cũng đã rơi vào vị trí thứ ba tại tiểu bang Nam Carolina. Và đây là những gì mà chúng ta hoàn toàn thấy cái scandal chấn động của Ron DeSantis đi trả tiền nhận sự bảo chứng tại tiểu bang Iowa.
Và đó là bản tin của The VLKT News. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.